Ok, xin kính chào quý vị và quý bạn. Clip này mời anh em nghe Akai 400D huyền thoại. Đây là con Akai rất là to và nặng. Nó nặng đến nỗi mà mình không dám trồng những con ông đi, mình sợ hư cái ông đi của mình. Đây, con 800C đèn rất là giá trị. Bỏ đá như thế này là an toàn nhất. Anh em chơi con này nên bỏ riêng nó ra, nó nặng quá. Giờ mình mời anh em nghe một đoạn nhạc trên cái AK huyền thoại này xem có gì đặc biệt không nha. Xin mời. Còn
ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ trung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hết, nên giờ tôi chẳng còn chi người ngoan mặn mà đi. Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hết, nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoan mặt mà đi.